Rồi, hello anh em ha, bữa nay review cho anh em một cái lo của hãng JBL hay còn gọi là JBL. Cái lo này là cái lo gọi là Bati Box On The Go nha anh em. Cái mã của nó là Bati Box On The Go thì giống như cái tên của nó vậy đó, thì để dành cho anh em xài trong cái việc mà party nhậu nhẹt rồi này kia, đi picnic cắm trại rồi này kia. On The Go thì có nghĩa là mang đi, xách đi, nó sẽ có hai cái sợi dây để xách nè anh em. Đó, thì cái dòng này mình thấy nó gọn. Ở trước đó thì mình xài là hai cái lo này là nó banh hết lên nè. Đây hai cái lo này. Hai lo này, một cái lo này thì lo hàng chính hãng là E7. Con này cũng 1 triệu ngoài á, xài giờ nó banh là lúc lớn lúc nhỏ. Còn đó là JBL mà hàng phay anh em, hàng phách. Nó có 500-600 ngàn thôi mà xài được thời gian chừng vài tháng là banh mẹ rồi. Còn mình á là có cái hệ thống lo âm thanh chuyên nghiệp nha anh em, âm thanh mà âm thanh lớn á. Nhưng mà cái hệ thống này thì nó khá là cồng kềnh đó, mỗi lần xài rồi mở đồ này kia nó phức tạp, nó không êm, nên là mình sẽ mua cho một cái loại lo là dạng mà mini di động á anh em, để đi picnic cắm trại đồ này kia, hoặc là đem ra ngoài vườn ngoài đó tối ngồi chiêu rồi này kia mở nhạc đồ. Hai loại này thì nó sẽ có cái đèn ở đây ha, rồi nó tặng cho anh em hình như là hai cái micro á, công nghệ thì Bluetooth luôn. Đây đó, con này thì giá nó cũng mềm thôi, tầm khoảng 7 triệu anh em nha, tầm 7 triệu. Nó có nhiều loại đó, nhưng mà cuối cùng thì mình lại lấy cái loại này. Nó có loại 10 mấy triệu đó, nhưng mà 10 mấy triệu á thì nó mình thấy nó nặng lắm. Con này thì nó tầm 7 kg thôi nha. Đó, nó nặng tầm 7 kg. Còn cái loại mà hình như là cũng là Bati Box nhưng mà loại 310 á, cái loại đó em thấy nó khá là hot, nhưng mà nó lại to như là cái lo ở trong nhà kho của em rồi, nên là nó không có mang cái tính di động. Mình thích cái tính di động. Còn cái lo mà nhiều anh em mà hay phân vân á là cái lo mà boombox 3 đó anh em. Cái boombox 3 mà khoảng tầm 10 triệu á, thì cái loại lo đó thì cái âm thanh nó khá là chất, nhưng mà lại em lại không thích á, là tại vì nó không có cái đèn cái này nè. Mình thấy cái đèn này nó khá là cuốn nha. Đó, cái đèn thì nó khá là đẹp, mình khoái cái đèn này gì đây. Đây là hướng dẫn sử dụng hay gì nữa anh em. Đây là cái hướng dẫn sử dụng ha. Đây là Bati On The Go. Em lại lấy cái này khui ra tiếp em. Đó, đây là cái thùng hàng của nó mình tập hợp ha, mới mua. Cái này thì mình mua ở Hoàng Hà Mobile nha anh em. Giá ở đây thì nó khá là tốt, nhưng mà bữa nay thì khá là tiếc là không có sử dụng được cái mã giảm giá gì trơn á, nên là giá nó tầm không có được giảm giá. Giá thì hiện tại là tầm khoảng 6.3 triệu. Đây hết rồi, cái thùng nó chỉ có nhiều hơi giật xuống rồi, lấy này ra. Này là dây đeo nha anh em. Đây là được tới hai cái micro nha, mic JBL luôn. Đây một cái, đây hai cái. Nó có tặng pin luôn nha. Lấy ra hết đi. Này gì đây? Này cái túi để đựng cái micro hay gì đó anh em. Đây, micro của JBL. Mic này thì nó sơn lên đây luôn nha anh em, chứ không phải là nó dán đâu nha. Nên là khá là ok. Chưa gắn pin nhưng mà cầm cũng khá là nhẹ. Đây là hai cái mic. Đây cái lo của nó nè, lo thì cầm có khoảng 7 kg thôi. Em lấy nét lại ha. Ở chỗ này nó êm, ở chỗ là nó lại là da nha anh em. Đây là da, nó khá là mềm nên là khi mà mình đeo á nó đẹp vô lưng á thì khá là ok. Còn đây á thì là nó có cái âm bass boost nè nha. Âm bass boost rồi đây là cái gì? Cái cổng micro, này cổng micro tăng giảm âm lượng, nó chỉnh được echo, chép, bass, chỉnh được guitar mình không xài mình tắt nè, chỉnh được micro. Ở đây là tốt, đây là công tắc, đây là chắc là mất pin nè. Đây lại là guitar nè, chỉnh được guitar nè. Ở đây đèn, ở đây là cái quai sách để mình móc vô nè. Đó. Ừ, móc vô để mình đeo đi, móc thử em. Móc vô đây nè. Còn cái micro này nó sẽ làm đây cho anh em để móc vô đây nè. Đó, đây cầm vô đây. Còn cái này, cái túi này để đựng micro nha. Khi mình xài xong mình đựng nó vô. Để vô túi. Cái này thì anh em nào muốn test nhạc thì chắc là mình không có quay test nhạc được, tại vì nó sẽ dính bản quyền.
nha. Nên là mình chỉ quay, có thể là mình mở cái kênh của mình tự mở thôi. Đâu em quải thử rồi được không? Quải lên luôn. Nói chung là quải đi bán kiểu kéo luôn nha nè. Nó khá là dài, cái này mình có thể hung dây được. Đó, tầm khá là nhẹ, quay mặt kia ra này, mặt lưng mà. Đấy. Nó giống như một cái vali nhỏ vậy ha. Cái này thì chắc là mình nghĩ là anh em đem đi bằng xe máy đi chơi, xe máy thì khá là khó nha. Nó sẽ hơi to, nhưng mà nếu mà đi ô tô thì lại ok, gọn so với xe ô tô, nhất là xe 4 chỗ, 7 chỗ á thì nó khá là ok. Rồi, bây giờ mình sẽ mở lên cho anh em cho nó xem nè. Nó có cái đèn nha. Đèn. Đấy, nói chung là có màn đèn khá là đẹp. Nó sẽ có nhiều kiểu màu. Ở đây mình thấy là có một lò bát nè, 4 cái lò chép ở bên đây nha. Đó là mình đánh giá sơ qua ở đây. Rồi, ok, còn ở đây là cái phần micro ha. Dây thì nó có tới sao dây nhiều với ta, tới ba bộ dây nghe nè. Nó tặng khá là nhiều dây này thì cũng phổ biến thôi, cái đầu này khá là phổ biến, tặng ba cái loại dây luôn. Dây này thì chắc là có chuẩn châu Âu hay gì đó, chắc là dây này khó xài nhất nè. Dây này thì chuẩn châu Âu hay nước ngoài rồi, còn ở Việt Nam mình xài cái chuẩn dây này là ok rồi. Ok, đây là cái lo JBL bên mình review cho anh em sơ qua. Còn chắc âm đánh giá mà nghe nhạc đồ này kia, đánh bass đồ này kia coi có ok không đó thì anh em có thể coi ở những kênh khác nha. Tại vì cái kênh em, nếu mà em đánh vô cái này thì nó sẽ đánh bản quyền nhạc của em, không có kiếm tiền qua YouTube được. Rồi, cái này thì anh em đem đi nhậu bích đích đồ này kia, ngồi ăn uống đồ này kia thì mở. Thì nói chung là nó có cái đèn này nó sẽ êm hơn, cái hàng ngon hơn cái hàng bung boss 3 nha. Cái bung boss 3 thì nó khá là ok nhưng mà nó không có đèn nha. Rồi, cảm ơn anh em.